Xin chào mọi người. Hôm nay livestream nhưng mà hơi trễ quá, sắp đến giờ ngủ rồi. Chắc phải like ngắn ngắn rồi để tranh thủ là để cho mọi người còn ngủ nữa chứ ngồi mà nói lẩm nhảm hơi là chữ chết. Mời thứ hai đầu tuần tới gà làm việc. Thì hồi nãy dạo quanh qua một vòng Facebook, tôi phát hiện ra hiện nay xem ra thì các những cái anh chị em mà nói chung mà là cờ đỏ mà đang đấu tranh với những cái luận điệu mà xuyên tạc cái lại của những cái thành phần phản động đó, hiện nay đang là mục tiêu của những kẻ xuyên tạc đó, và tụi nó không có từ bất kỳ thủ đoạn nào để gì để vu khống bôi nhọ xuyên tạc những cô chú anh chị em cờ đỏ trên mặt trận không gian mạng Facebook này. Em chào chị mới không, và chúng ta có muốn biết tại vì sao chúng nó làm như thế hay không? Vậy thì cái bài viết ngày hôm nay sẽ lột tả được những cái vấn đề đó cho chúng ta hiểu. Đấy, các bạn biết nó sẽ có tiêu đề như thế này: bàn về cuộc đại chiến giữa các nhóm quần chúng yêu nước cờ đỏ tự phát thời gian qua. Nếu như 10 năm trước đây, khi mạng xã hội bùng nổ ở Việt Nam, lên đây người ta thấy toàn những thông tin, bài vở, video clip từ một phía truyền thông quốc tế tiếng Việt, cờ hoàng hải ngoại, dân chủ, sự thịnh vượng đến mức thao túng và thống soái mạng xã hội, khiến hầu hết các cây bút, chiến lược gia rạo cội của làng dân chủ như rocker mẹ nấm, cựu nhà báo là Đoan Trang, tự hào rằng mạng xã hội sẽ là một vũ khí quyết định đánh đổ đảng và chế độ này. Thách công an Việt Nam có thể đu tường các cơ quan tổ chức nhân quyền quốc tế với họ, vân vân. Nhưng có lẽ những cây bút chiến lược gia cờ vàng dân chủ không ngờ rằng dân Việt đại đa số đều yêu nước, họ có thể bất mãn, bức xúc với thực trạng xã hội, nhưng không bao giờ quên đi công lao của Đảng, Bác Hồ đem lại vị thế một đất nước Việt Nam độc lập sau hàng ngàn năm bị Trung Quốc, Pháp, Nhật, Mỹ đô hộ. Họ có thể bức xúc với các vấn nạn xã hội nhưng lại rất mở lòng, rộng lượng, ủng hộ Đảng tự cải tạo, tự nâng tầm, bởi họ tin chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đủ chính nghĩa, bề dày quy tụ, thống nhất được lòng dân Việt khỏi ly tán và tan hoang. Nhìn cái cục diện đó là những năm qua có thể thấy Đảng Cộng sản Việt Nam rất giỏi chiến tranh trên mặt trận thông tin trong thời chiến, nhưng lại rất dở trong thời bình khi tập trung tinh lực vào lĩnh vực là kinh tế ngoại giao. Điều này cũng dễ hiểu khi Việt Nam từ thời Mông muội bị đẩy xuống bần cùng hóa của nhân loại nhiều thế kỷ, nay nở bung để hội nhập, để thoát nghèo và để cạnh tranh với thế giới, để tìm chỗ đứng và sự sinh tồn cho dân tộc, thì cuộc chiến trên lĩnh vực nào mới sống còn hơn? Nếu vậy, nói vậy thôi ta mới hiểu được gốc rễ của phong trào cờ đỏ hoàn toàn tự phát từ Hà Nội cho đến thành phố Hồ Chí Minh, công khai tuyên chiến với giới gần chủ quốc nội cả trên thực địa là các cuộc biểu tình, rây loạn, và trên không gian mạng của các em sinh viên, công nhân cho đến các cụ già hưu trí cho đến những Việt kiều đang sống ở cái nôi của phong trào dân chủ như Mỹ, Úc, Đức, vân vân. Những câu tuyên bố của ông Trần Nhật Quang, người bị giới dân chủ cờ vàng phong cho làm là trùm dư luận viên, là những việc nhà nước không làm được, không tiện làm thì dân chúng tôi làm. Và chứng minh bằng việc ông dẫn theo nhiều quần chúng đi săn lùng và phá hầu hết các cuộc biểu tình ở bờ hồ, thậm chí cả ở nhà tang lễ của phong trào nô do tiến sĩ Nguyễn Quang A hậu thuẫn gây dựng nên. Ở thành phố Hồ Chí Minh nổi lên một ông có nick Văn Thanh Nguyễn, là người xông xáo không kém gì ông Trần Nhật Quang, tập hợp quần chúng dỡ bỏ đi săn gần chủ. À, mệt quá.
xông vào các đám biểu tình, đàn áp đám dân chủ thay cho các lực lượng bảo vệ. Khó ai có thể quên được hình ảnh ông này xông vào quật ngã một tên biểu tình viên, xoay ngược một bảo vệ áo xanh cùng ông khiêng tên biểu tình viên này vẫn lên xe cho lực của lực lượng là bảo vệ, khiến họ kinh ngạc vì nằm ngoài cái kế hoạch. Hoạt động mạnh, sốc, quyết liệt của một số nhân tố quần chúng muốn thay trời hành đạo này đủ khiến cho báo chí sốc và đủ khiến ông giám đốc công an Hà Nội vội vàng đến chính. Ông không biết gì về sự tồn tại của nhóm người trên thì cũng đúng rồi. Chúng tôi là quần chúng nhân dân mà, chứ chúng tôi có phải là thuộc cái tổ chức hay hội nhóm gì gì đó đâu. Như mấy đám rợn chủ nó đang nói là họ tuyên truyền đó, làm sao công an biết được? Dân chúng tôi bức xúc với những hành vi của bọn xỏ lá bao ve đó, thì chúng tôi dạy cho nó một bài học. Thế thôi, đó là cái quyền của người dân của chúng tôi mà. Chứ đâu phải là chúng tôi gì, ở thuộc hội nhóm nào đó như mấy cái thằng là hả cào phím nó hay sủa đâu, đúng không? Thực tế thì cũng không có ai là có thể phủ nhận được sự quyết liệt tự phát của quần chúng trên đã góp phần không nhỏ vạch mặt phá sản các chiến dịch tuyên truyền chống cộng của đám truyền thông quốc tế cờ vàng dân chủ, về sự chính nghĩa, về ảo tưởng của một phong trào dân chủ lớn mạnh trong nước đang uy hiếp đảng và chính quyền, đang chờ thời cơ chín mùi để làm cách mạng đường phố như Đông Âu, Bắc Phi, Trung Đông mà thôi. Hài hước đến độ khi nghe cái nhóm là Việt Vision tan rã đủ khiến cả hệ thống truyền thông chống cộng và các biểu tình viên ẩn núp chờ thời kia sướng phát rồ. Nháo nhào tái tổ chức các cuộc biểu tình dưới vỏ bọc là tưởng niệm với sự dạt dào hy vọng rằng phong trào cờ đỏ đã chết. À, không ngờ rằng ông Trần Nhật Quang vẫn một mình đại chiến cùng với các cộng tác viên của Việt Vision hiện diện. Vậy phá tan quan cuộc tưởng niệm tại chân tượng đài vua Lý Thái Tổ khiến chúng chân hửng quốc nghẹn đến tức cười. Rốt cuộc phải đến năn nỉ cho xin chụp vài tấm hình để là báo cáo về bên kia để kiếm ít đô la sống qua ngày. Nghĩ cũng tội nghiệp cho mấy bác đó là gương chủ quá. Với một vài nhân tố đi đầu đó, phong trào cờ đỏ nhanh chóng nở như hoa trên mạng xã hội và ngày càng nhiều quần chúng đi theo họ. Chiến với giới gần chủ là 24 trên 24 giờ, thúc đẩy nhiều Việt kiều lộ diện như trường hiện tượng ông Lợi Minh ở Mỹ. Qua chia sẻ người ta mới biết ông này đã âm thầm chấm gần trên mạng hơn 20 năm qua. Gần đây mới lộ diện khi phong trào cờ đỏ bùng phát, nở mạnh ở chính mảnh đất là chiến hào của dân chủ phương Tây cộng cờ vàng. Những chiến sĩ cờ đỏ này thu hút sự ngưỡng mộ, yêu quý của vô khối người dân bởi sự dũng cảm đương đầu với thế lực áp đảo gồm truyền thông dân chủ phương Tây cộng với cờ vàng, cộng với dân chủ được nâng niu trong nước kia. Mỗi cá nhân cờ đỏ đó đều bị cái đám đông cờ vàng, dân chủ cực đoan, bệnh hoạn kia khủng bố bằng mọi chiêu trò, thủ đoạn, thậm chí thuê giết, thuê gây sát thương, khủng bố và triệt đường sinh sống của bản thân và nhân thân của họ. Không ngoa khi người dân ví von những cờ đỏ như Nguyễn Nguyễn Lợi Minh, Lisa Vũ, Trần Nhật Quang, Quang Thanh, Nguyễn là các chiến sĩ cảm tử quân trong thời bình. Các anh chị có thấy là mình tự hào không? À, phong trào cờ đỏ hiện nay trong nước đó, nó ngày càng mở rộ, ngày càng mạnh lên, cho nên hiện nay thì bọn dân của chủ cuội nó rất là hoang mang và nó rất là sợ. Tại vì không? Tại vì từ nay là chúng nó đã có một cái lực lượng đối trọng với chúng rồi. Chiến với chúng nó bất kể trên thực địa hay là trên không gian mạng gì đó, liên tục trên 24 trên 24 giờ. Làm tụi nó phải mất ăn mất ngủ tìm mọi cách để đối phó, để tuyên truyền, để xuyên tạc đủ mọi kiểu rằng là chúng nó vẫn là những kẻ thắng, chúng nó gì đã uy hiếp được chính quyền rồi vân vân và vân vân. Nhưng bây giờ tự nhiên lòi đâu ra là hội cờ đỏ yêu nước quánh te tua bọn nó, cho nên tụi nó đang rất là thất điên bát đảo và đang rất cày cú.
Và hiện nay thì tụi nó không từ bất kỳ một cái thủ đoạn nào để khủng bố, đe dọa, hù dọa, hăm he các kiểu đối với những gì, những cờ đỏ trong nước cũng như những cái cờ đỏ ở nước ngoài, vân vân và vân vân, bằng những thủ đoạn hết sức thì bẩn thỉu và hèn hạ. Thì qua hiện tượng như của là ông Lợi Minh ở tại Mỹ thì chúng ta cũng đã thấy rồi. Mồm thì chúng nó luôn bảo rằng đó là mồm thì chúng nó luôn lúc nào cũng gạo gú. Chúng tôi đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền, cho chúng tôi yêu nước, chúng tôi là yêu dân, vân vân và vân vân, chúng tôi là chánh nghĩa. Trời ơi, chánh nghĩa mà người ta vạch mặt của chúng ra thì lập tức chúng nó thuê người nó hăm he đe dọa rồi giết, nó đến nhà nó khủng bố. Cha, cái văn hóa của bọn cờ cứt bà sọc dân chủ Facebook này nó chỉ có thế. Hễ ai mà nói gì trái ý chúng nó là chúng nó đòi hăm he, đòi giết, đòi khủng bố. Ôi chà, văn hóa của thứ dân chủ giả cày ba que sổ lá Facebook nó là như thế đó. Chỉ cần ai mà nói gì, ai mà không thuận theo chúng là chúng nó sẽ gì, thẳng tay là khủng bố, đàn áp, đúng không, đe dọa, hăm he giết á, đúng không, phải không? Dân, cái thứ dân chủ mà ngày xưa đã bị đánh cho chạy không kịp đó, và tiếp tục ly gao giảng nè, có dễ thế đâu, nó dễ thế đúng không, dễ gì á, đúng chưa? Thì á, cá chốt nó ghĩa hết rồi, không có đến được mấy con cá dồ á, đớp đâu. Thôi xin kết thúc live stream tại đây.